Hello xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ken, đến từ Ken Jumboy. Và chào mừng mọi người quay lại với Gaming Day. Thì hôm nay mình chơi SCB với lại anh Thạch, anh Thành bên Black Vine và Phúc tức Phúc Angry no. Đó là em say on our inventory. Mọi người mốt hết nha, mọi người mốt hết những người trong kia nha. Để Thành nè, Thành nè một số 3 là chú. Hello em nè. Em nè. Ok, thấy rồi, Duyên Thành 306 nè. Em nè, thấy em đang nhảy nè. Ok, The God. Nè em nè. Ủa The God là ai vậy? Đi theo The God á, The God nay giờ chỉ tao quá trời á. Nhiệm vụ của mình là cái gì? Mình phải tìm mọi cách đi tìm mấy cái thẻ ở bên ngoài. Mấy cái thẻ đang cầm không? Thấy. Ừ, thấy. Đi ra ngoài. Bây giờ mình phải tìm mọi người. Giống như đi một cái tour vậy. Mọi người mà 15 phút mà không lên được lầu á, mọi người sẽ bị khí gà. Gì ghê vậy? Chết hết á. Trong đó. Đi bên này nè. Ôi zombie. A! Ê mở cửa. A! Ê Phúc, tao thành cái thằng cảnh sát áo xanh nè Phúc. Mày là cảnh sát, mày có nhiệm vụ là mày giết anh Thạch và tao á. Oh shit. Ôi zombie kìa. Hai. Mình bắt từ đạn không? À, đạn mình không bất tử anh. Mình mà chỉ là mình có quá nhiều đạn thôi chứ không phải là bất tử. Mình hộ tống những bọn áo cam này ra ngoài. Dạ, hộ tống. Tay trái coi chừng nha. Mình bắn chết tụi nhân được không? Ôi, trước mặt. Ôi, quá giờ kìa. Ôi, là game này không có fan nữa. Ôi, nó cắn kìa. Bắn cắn cái chết liền luôn hả? Ôi, bro, Thạch nè. Ôi, nó cắn cái chết liền luôn. Anh Thạch, oh no, you die. Đây xuống. Anh Thạch, phải anh Thạch đâu? Ủa, Thạch đâu ta? Không phải. Anh nè. Đây là anh rồi phải không? Ủa? Ủa? Ủa anh đâu rồi? À bên này nè. Hello, is that you? Phải không? Đúng không? Ừ đúng rồi. Ủa là sao? Là tự nhiên thắng là sao? Tại sao mình thắng vậy? Quá giật kìa, chạy. Anh Thạch đâu? Mình lem. Where have you gone, bro? Yeah. Hello. I eat you. Ôi gì hết máu. No. I eat you. Chạy đi. Đừng có. Ê, bỏ tao. Yeah. Zero. Oh no. Pa. Cái con God bên màu trắng á có giết người được không? Hình như cái này không cái biết được. Con quái vật á, cái con đi chung. Ok. Giống như đang đi tour vậy mặn quá. Gặp nào đơm đó, cứu bác sĩ. Gặp nào đơm đó, cứu bác sĩ. Rồi vậy thôi. Vào là thấy là cái chữ là liều tên nền á. Ok. Là người đó có thể mở được cái cổng của chúng ta và commander là những người chỉ huy, họ sẽ mở cổng cho chúng ta. Ok. Chẳng hạn giờ anh Thạch là thiếu ý nè. Ô gì ghê. Shit. Ê. Tụi bay. Xếp hàng vô. Thiếu ý nè. Đường này là đường chết chóc nè. Ok. Dây thiếu bạn đi mấy chú. Ê. Bad captain nha. Ui zombie. Phúc chết rồi. Chưa. Bắn lùi lại bắn lùi lại bắn. Anh ơi lùi về chết đó. Nó bắn chết lúa, nó bắn lúa. Về anh ơi. Oh shit. Ô mình là cảnh sát nè, squad nè. Squad nè đi chung nhau. Em sau lưng nè. Đây đi tua tiếp. Ôi có đi xuống này không? Ôi. Con gì vậy? Cái gì vậy? Ai từ từ coi chừng sau lưng nè. Dễ mà rớ nó. Đi theo streamer nha. Ôi cho. Lùi. Nhưng bị lùi về. Đóng cửa lại. Đóng cửa lại. A! Ok. A! Mở cửa. Mở cửa. Ô. A! Chạy. No, đừng liều bro ơi, là bro. Vô. Ôi chạy luôn. Oh shit. Chạy lùi về. Đóng cửa được không? À không đóng cửa được. Chạy thẳng luôn. Chạy. Ê, tao bị bắt rồi. No. Tao bị bắt cho 8 cửa rồi. No. Trong 8 cửa đi anh Thạch ơi.
cái cửa không có sát người, có nghĩa là cửa đó an toàn á, có thể vô chạy thử. Oh shit. Ok, anh ra rồi. Anh ra rồi. Cứu em anh ơi. Cứu em. Anh cứu không 1% máu. Ồ anh hồi máu đi, anh giữ táp, anh hồi máu đi, giữ táp xong bấm vô cái thùng kia anh hồi máu đi. A! Ồ. Anh có cầu thang á. Ôi đừng có vô ngay cái chỗ mà em chết nha. Ok ơi, giờ tám cửa hả? Tám cửa chọn một trong cái cửa mà không có sát người. Ok. Lên không là chết á. Không có sát người. Oh no, I die. Anh lên trên anh Thành, chỗ của anh là sắp có cái gà rỉ ra, anh Thành nhấn thang máy lẹ anh Thành ơi. Oh no, thang máy đỡ rồi. Ông quên rồi coi. Cái chạy. Cái bẫy điện này á, em hướng dẫn luôn rồi. Là anh. Chạy qua đi. Từ từ. Qua. Chạy qua. À. Tắt nó. Gì mình đang quay lại để mình tiêu diệt hai con quái vật, tại giờ mình không còn tiếng. Ôi ôi, gì? Chạy. Sai gai. A! Đừng bắn nó. Ủa, gì lẹ vậy? Con yếu xìu vậy? Má gì Thành, má chạy đúng lẹ luôn. Tại vì nghe tiếng Thành là thấy Thành tướng sao rồi. Mà mình kìa. Bắn đi. Ông kệ trước mặt mình. Bắn luôn, ông kệ. Lên luôn. Oh no, chọn một trong tám cái cửa không có người chết. Không có người chết. Chết mẹ hết đạn rồi. Oh no, cài đạn anh bấm R, rồi. Không, hết đạn luôn rồi. Oh shit. Oh vậy oh, là. No. Ok, oh thắng rồi. Woo. Em mới chọn cái lựu đạn anh nhét mồm vô